Lại nữa, thiện hiện những người thường thuyết pháp, tâm họ chẳng ham vui, cũng chẳng lười biếng, ưa thuyết. Muốn cho bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phương tiện khích lệ, biên chép thọ trì, đọc tụng, tu tập. Nhưng những người được nghe pháp thì biếng nhác, ham vui, chẳng muốn nghe nhận cho đến tu tập. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện những người thường nghe pháp, vui nghe, muốn nghe, biên chép thọ trì, đọc tụng. Tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, nhưng những vị thuyết pháp thì muốn đến phương khác, chẳng chịu truyền dạy, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, những người thuyết pháp thì vui thuyết, ưa cho bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phương tiện khích lệ, biên chép thọ trì, đọc tụng, tu tập. Nhưng những người được nghe, muốn đi nơi khác, chẳng chịu nghe, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người thường thuyết pháp đủ các ác dục lớn, ham chuộng danh lợi, y phục, đồ ăn uống, giường nằm, thuốc thang và những của cải khác, nhận sự cúng dường cung kính, tâm không biết đủ. Còn người nghe pháp thì thiểu dục vui đủ, tu hạnh viễn ly, dõng mãnh siêng năng, đủ niệm định tuệ, chán ghét lợi dưỡng, cung kính danh dự, hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người hay thuyết pháp thì ít muốn vui đủ, tu hạnh viễn ly, dõng mãnh siêng năng, đủ niệm định tuệ, chán ghét lợi dưỡng, cung kính danh dự. Còn người được nghe pháp thì đủ các ác dục lớn, ham chuộng danh lợi, y phục, đồ ăn uống, giường nằm, thuốc thang và những của cải khác. Đối với sự cúng dường cung kính, tâm không nhàm đủ, hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết pháp thì tu hành 12 công đức đầu đà, nghĩa là ở chỗ vắng vẻ cho đến chỉ chứa ba y. Kẻ được nghe pháp chẳng hành 12 công đức đầu đà, hai bên không hòa hợp, chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người được nghe pháp thì hành 12 công đức đầu đà. Người thuyết pháp chẳng hành 12 công đức đầu đà, hai bên không hòa hợp, chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết pháp có tín có giới, thích vì người khác thuyết bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phương tiện khích lệ, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập. Những người nghe pháp không có tín không giới, chẳng ưa lắng nghe, hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người nghe pháp có tín có giới, ưa nghe ưa hỏi, biên chép thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Như người thuyết pháp không tín không giới, không muốn truyền dạy, hai bên không hòa hợp, chẳng được nói nghe, biên chép thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết pháp tâm không san lận hay xả tất cả, nhưng người nghe pháp thì tâm có san lận, chẳng thường buông xả, hai bên không hòa hợp, chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người nghe pháp tâm không san lận, thường xả bỏ tất cả, nhưng người thuyết pháp tâm có san lận, không thường xả bỏ và bố thí, hai bên không hòa hợp, chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người nghe pháp muốn cúng dường, người thường thuyết pháp y phục, đồ ăn uống, giường nằm, thuốc thang và những của cải khác, nhưng người thuyết pháp không muốn nhận dùng, hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, thọ trì, biên chép, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết pháp muốn được người nghe pháp cung cấp y phục, đồ ăn uống, giường nằm,
thuốc thang và những của cải khác nhưng người được nghe pháp không muốn cung cấp. Hai bên không hòa hợp nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết pháp thành tựu khai trí, chẳng ưa nói rộng, nhưng người nghe pháp thành tựu diễn trí, chẳng muốn nói lược. Hai bên không hòa hợp nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người nghe pháp thành tựu khai trí, chẳng ưa nói rộng, nhưng người thuyết pháp thành tựu diễn trí, chẳng ưa nói lược. Hai bên không hòa hợp nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết pháp chuyên biết rộng thứ lớp và pháp nghĩa của 12 phần giáo, gồm khế kinh cho đến luận nghị, nhưng người nghe pháp thì chẳng ưa biết rộng về thứ lớp và pháp nghĩa của 12 phần giáo. Hai bên không hòa hợp nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người nghe pháp chuyên ưa biết rộng về thứ lớp và pháp nghĩa của 12 phần giáo, nhưng người thuyết pháp chẳng thích biết rộng về thứ lớp và pháp nghĩa của 12 phần giáo. Hai bên không hòa hợp nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết pháp thành tựu 6 pháp ba la mật đa, có phương tiện thiện xảo đối với 6 pháp ba la mật đa, nhưng người nghe pháp không có đức này, hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người nghe pháp thành tựu 6 pháp ba la mật đa, lại có phương tiện thiện xảo đối với 6 pháp ba la mật đa, nhưng người thuyết pháp thì không có đức này, hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết pháp đã chứng được Đà La Ni, nhưng người nghe pháp chưa được Đà La Ni. Hai bên không hòa hợp nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người nghe pháp đã chứng được Đà La Ni, nhưng người thuyết pháp chưa chứng được Đà La Ni. Hai bên không hòa hợp nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, nhưng người thuyết pháp muốn được cung kính, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, nhưng người nghe pháp chẳng theo ý người kia, hai bên không hòa hợp nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người nghe pháp muốn được cung kính, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, nhưng người thuyết pháp chẳng theo ý kia, hai bên không hòa hợp nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết pháp đã xa lìa san tham, đã lìa năm pháp ngăn che, nhưng người nghe pháp chưa lìa san tham, chưa lìa năm pháp ngăn che, hai bên không hòa hợp nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người nghe pháp đã xa lìa san tham, đã lìa năm pháp ngăn che, nhưng người thuyết pháp chưa xa lìa san tham, chưa lìa năm pháp ngăn che, hai bên không hòa hợp nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, có những thiện nam tử vân vân trụ đại thừa, khi biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy diễn nói kinh đại bát nhã ba la mật đa thâm sâu này, nếu có người đến nói về các sự khổ cực ở ba đường ác,
nhân đây lại bảo: Đối với thân này, ông nên siêng năng tinh tấn, mau diệt hết gốc khổ, mà vào niết bàn, lưu lại làm gì trong biển cả sanh tử, chịu trăm ngàn đau khổ bức bách để cầu đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Do lời nói này mà việc biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói, kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu của người kia được rốt ráo. Phải biết, đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện có những thiện nam tử vân vân chủ đại thừa, khi biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, có người đến khen các việc thù thắng ở cõi người, khen ngợi trời tứ đại thiên vương, cho đến các việc thù thắng vi diệu ở cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nhân đây mà bảo: Tuy ở cõi dục hưởng các dục lạc, ở trong cõi sắc hưởng vui tịnh lự, ở cõi vô sắc hưởng vui đẳng trí định, nhưng chúng đều là pháp vô thường, khổ không, vô ngã, bất tịnh và biến hoại, pháp rơi dụ, pháp lìa, pháp tận, pháp diệt. Đối với thân này, sao ngươi không tinh tấn giữ lấy quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc quả độc giác bồ đề, nhập vào cõi niết bàn, an lạc hoàn toàn? Cần gì phải ở lâu trong sanh tử luân hồi, cũng không việc gì phải vì người mà chịu khổ để cầu đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Do lời nói này, việc biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu của người kia không được rốt ráo. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người thường nói pháp một thân không lệ thuộc, chuyên tu việc mình, chẳng lo việc người. Người nghe pháp ưa lĩnh đồ chúng, thích lo toan việc người, chẳng lo việc mình. Hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người được nghe pháp thì một thân không lệ thuộc, chuyên tu việc mình, chẳng lo việc người. Nhưng người thuyết pháp ưa lĩnh đồ chúng, thích lo tan việc người, chẳng lo việc mình. Hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết pháp chẳng ưa ồn ào phức tạp, người nghe pháp lại thích chỗ ồn ào phức tạp. Hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người nghe pháp chẳng ưa ồn ào phức tạp, nhưng người thuyết pháp lại ưa chỗ ồn ào phức tạp. Hai bên không hòa hợp, nên chẳng được truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết pháp muốn làm cho người nghe đều theo hỗ trợ việc làm của vị ấy, nhưng người nghe pháp chẳng tùy hỷ với ý muốn của người kia. Hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người nghe pháp ưa theo giúp các việc làm của người thuyết pháp, nhưng người thuyết pháp chẳng tùy hỷ với ý muốn của người kia. Hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết pháp vì danh lợi nên vì người thuyết lại muốn khiến người kia biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Người nghe pháp biết được việc làm của người kia nên chẳng muốn nghe theo lãnh thọ. Hai bên không hòa hợp nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người nghe pháp thì vì danh lợi nên muốn thỉnh người thuyết pháp, lại muốn phương tiện biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Nhưng người thuyết pháp biết được việc làm của người kia nên chẳng nhận lời thỉnh. Hai bên không hòa hợp nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, người thuyết pháp muốn qua phương khác
chỗ nguy hiểm thân mạng, người nghe pháp thì sợ mất thân mạng chẳng muốn đi theo. Hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy nghe nhận biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người nghe pháp muốn qua phương khác chỗ nguy hiểm thân mạng, người thuyết pháp thì sợ mất thân mạng, chẳng muốn đi chung. Hai bên không hòa hợp nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người thuyết pháp muốn qua phương khác, nhiều giặc cướp, tật bệnh, ôn dịch, nơi quốc thổ đói khát. Người nghe pháp lo sợ gian nan, chẳng chịu đi theo. Hai bên không hòa hợp, nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người nghe pháp muốn qua phương khác, nhiều giặc cướp, tật bệnh, ôn dịch, nơi quốc thổ đói khát. Người thuyết pháp lo nghĩ về gian nan kia, chẳng chịu cùng đi. Hai bên không hòa hợp nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người thuyết pháp muốn qua phương khác là chỗ an ổn giàu vui không có các tai nạn. Người nghe pháp muốn đi theo, người thuyết pháp phương tiện nói thử, mặc dù ngươi vì lợi mà đi theo ta, nhưng đến chỗ kia đâu chắc ngươi vừa ý, nên suy xét thật nghĩ, để sau này khỏi hối tiếc. Khi ấy, người nghe pháp nghe nói vậy liền nghĩ, vậy là ông ấy chẳng muốn cho ta đi, nếu cố đi theo chắc gì được nghe pháp. Hai bên không hòa hợp nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người thuyết pháp muốn qua phương khác, đường đi phải qua đồng hoang hiểm trở, nhiều tai nạn giặc cướp và bọn côn đồ du đàng, ác thú thợ săn rắn độc vân vân uy hiếp. Người nghe pháp muốn đi theo người kia, nhưng người thuyết pháp phương tiện nói thử, vì sao hôm nay không việc gì ông lại theo ta, muốn qua chỗ nhiều hiểm nạn như vậy? Ông nên xét nghĩ cho thật kỹ, để sau này khỏi hối tiếc. Người nghe pháp nghe nói thế liền nghĩ, ý người kia chẳng muốn cho ta đi theo, nếu cố đi theo đâu chắc được nghe pháp. Do lý do này nên chẳng đi theo. Hai bên không hòa hợp nên chẳng truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người thuyết pháp có nhiều thí chủ thường đi theo, người nghe pháp đến thỉnh thuyết bát nhã ba la mật đa, hoặc thỉnh biên chép thọ trì đọc tụng như thuyết tu hành, người kia nhiều chướng duyên không dành truyền dạy, người nghe pháp sanh tâm giận hờn ghét bỏ, về sau dù có dạy trao điều gì cũng chẳng nghe nhận. Hai bên không hòa hợp nên không truyền dạy, nghe nhận, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, có những ác ma giả dạng bí xô đến chỗ Bồ Tát tìm cách phá hoại, khiến cho không được biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy vì người thuyết giảng kinh bát nhã ba la mật đa. Cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật, thế nào là ác ma giả dạng bí xô đến chỗ Bồ Tát tìm cách phá hoại, làm cho không được biên chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy vì người thuyết giảng kinh bát nhã ba la mật đa? Phật dạy, thiện hiện, có những ác ma giả dạng bí xô đến chỗ Bồ Tát tìm cách phá hoại, làm cho Bồ Tát hủy bỏ nhàm chán bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Nghĩa là ác ma nói như vậy, ông đã đọc tụng tu tập kinh điển vô tướng, chẳng phải thật bát nhã ba la mật đa. Tôi đã tụng đọc tu tập kinh điển hữu tướng là chân thật bát nhã ba la mật đa. Khi nói lời này, có những đại Bồ Tát chưa được thọ khí, liền sanh tâm nghi ngờ đối với bát nhã ba la mật đa. Bởi nghi ngờ nên sanh nhàm chán, hủy bỏ bát nhã ba la mật đa. Do nhàm chán hủy bỏ nên chẳng biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người thuyết giảng bát nhã ba la mật đa thâm sâu, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát.
Lại nữa, thiện hiện có những ác ma giả dạng Bí Xô đến chỗ Bồ Tát nói với Bồ Tát: nếu các Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, chỉ chứng thật tế quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề, rốt cuộc chẳng chứng được quả Phật vô thượng, vì sao phải luống uổng nhọc nhằn với kinh này? Bồ Tát nghe rồi chẳng biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, suy nghĩ, vì người thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu phải biết đây là việc ma của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện khi biên chép vân vân Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có nhiều việc ma, Bồ Tát phải biết rõ mà xa lìa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: những gì gọi là việc ác ma khiến cho Bồ Tát biết rõ mà xa lìa? Phật dạy: thiện hiện, khi biên chép vân vân Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có nhiều việc của ác ma tương tự như Bát Nhã, Tĩnh Lự, Tinh Tấn, An Nhẫn, Tịnh Giới, Bố Thí Ba La Mật Đa, có nhiều việc của ác ma tương tự như pháp nội không, không của các pháp nội tại, ngoại không, không của các pháp ngoại tại, nội ngoại không, không của các pháp ngoại nội tại, đại không, không lớn, không không, không của không, thắng nghĩa không, không của chân lý cứu cánh, hữu vi không, không của các pháp hữu vi, vô vi không, không của các pháp vô vi, tất cánh không, không tối hậu rốt ráo, vô tế không, không không biên tế, vô tán không, không của sự không phân tán, bản tính không, không của bản tính tự nhiên tính, tự tướng không, không của tự tướng, nhất thiết pháp không, không của vạn hữu, vô tính không, không của vô thả, cái không tồn tại, vô tính tự tính không, không của vô thả, của tự tính của cái không tồn tại. Có nhiều việc của ác ma tương tự như chơn như pháp giới, rộng nói cho đến cảnh giới bất tư nghì, Bồ Tát phải biết rõ mà xa lìa. Lại nữa, thiện hiện khi biên chép vân vân Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có nhiều việc ma làm cản trở, nghĩa là có ác ma giả dạng Bí Xô đến chỗ Bồ Tát thuyết giảng giáo pháp tương ưng với nhị thừa, bảo Bồ Tát: đây mới thật sự là lời Phật nói, người nào học pháp này sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại có ác ma giả dạng Bí Xô đến chỗ Bồ Tát thuyết giảng bốn niệm trụ vân vân của nhị thừa, bảo Bồ Tát: nên dựa vào pháp này siêng năng tu học, sẽ giữ được quả dự lưu, rộng nói cho đến độc giác Bồ Đề, xa lìa tất cả sanh lão bệnh tử, cần gì quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đây là các việc ác ma đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa mà các Bồ Tát phải biết rõ mà xa lìa. Lại nữa, thiện hiện có những ác ma giả dạng Đức Phật, thân toàn màu vàng ròng, thường phóng ánh sáng xa một tầm, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, viên mãn trang nghiêm, đến chỗ Bồ Tát. Bồ Tát thấy vậy hết lòng mến kính, do đây lui giảm trí nhất thiết trí, chẳng được lắng nghe, biên chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, phải biết đây là việc ma của Bồ Tát.